sừng. Thú sừng vàng ha mọi người. Bạn này có giá là 1 ký bạch hồ. Ăn mấy cái thức ăn thường. Thức ăn chả là gì? Thấy các bạn cá lóc này quá đẹp luôn mọi người. Giá của bạn này là ít ba chữ ít nha mọi người. Nó đẳng cấp của nó thượng thường nên giá nó càng cao. Con nào giá đẹp thì càng cao ha. Trên này bạn có mau bán mấy cái này là cái đồ setup ha. Còn đây này có cá gì ta? Cái con cá cú sừng ha. Cú sừng hoàng đế. Hai bạn cú sừng hoàng đế. Trong video lần này thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu đến mọi người một bạn cá mới tại tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình ha, là bạn Gitspoon ha mọi người. Bạn này có giá là 1 ít ít. Đó, 1 ít ít ha mọi người. Gitspoon, tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình thì ở đây bạn rất là thoải mái công khai về giá. Đó thì bạn này là dưới 2 ít ít nha mọi người, là 1 ít ít thôi ha. Một. Đó. Ở đây thì bạn muốn khách hàng mình có một cái thông tin về giá cả, về cái loại cá nó ok ha, nên bạn công khai về giá hết đó, cho mọi người dễ mua. Và giá của nó sẽ là 120k ha mọi người. Ở đây do hai bạn cá này vừa về tới tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình đó mọi người đó, nên mình thấy nó còn nhát quá. Nãy giờ mình quay nhưng mà con cá nó nhát chạy vô trong hồ nó bị chấu quá. Lý do là bạn cá này quá nhát luôn mọi người. Mình bắt buộc là mình phải tắt đèn láp ha, mình để giữ yên ha, tại vì đây là có hai bạn là xe nhỏ ha. Ở dưới cái đèn của hồ cá cảnh đó, thì mình thấy hai bạn nó không có rõ. Đây là hai bạn Gitspoon 1 ít ít tại tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình ha mọi người. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Nằm im ghe ha. Ở trong góc này thì bạn có nuôi thêm một con tỳ bà gòn nữa nè. Nó cho nó bị sinh lọc hồ, ăn mấy cái thức ăn thừa, thức ăn cặn bã ha, của con cá ha, làm cho môi cái hồ nước thêm sạch. Quá trời cá cảnh luôn. Đây cuối cùng là con cá để chịu đứng yên cho mình quay nè mọi người. Đó, cái góc này là mình thấy con cá đẹp nhất luôn á. Gitspoon thì các bạn này là tầm một ngón tay cái, ngón tay út của mình á mọi người. Nhỏ thôi ha, nhưng mà nó chưa có lên màu đẹp. Đó, nếu mà nuôi một thời gian thì mình nghĩ là thuần các bạn này lên rất là đẹp, rất là nhiều ha. Bên tay phải mình, góc phải màn hình của mình á, thì sẽ có một cái con cá nữa. Trong cái hồ này thì bạn nuôi hai con. Đó, hai con Gitspoon. Đó, một con thì ở dưới cái góc bên đây ha cả nhà. Đó, góc bên đây, bạn Gitspoon. Còn các bạn nơi này là đang di chuyển lên trên này cả nhà. Nhát quá nó bị chói mọi người. Tối đây là cái đèn led nhiều quá nó bị chói, không có quan sát được. Quá đẹp luôn. Ủa cái đó là lao lại bán cho khách hả? Dán lại luôn hả? Trời ơi, cháu của anh bữa nay nó xu ghê luôn, nó chơi nó cái điện thoại của anh iPhone đó, cái nó lấy cái đồ cục sạc á, sạc chính hãng á, nó chọn sau gãy cái đó luôn. Ồ giờ hư này, em làm cho khách hả? Dán luôn, đây yêu cầu mình dán luôn hả? Mua hồ kính là ở đây bạn Thái Bình có dán như thế này luôn nè cả nhà. Này bạn bán buổi cái này là máy lọc hả? Rồi để coi nguyên cái hồ cá này, buổi tối mình thích coi cái hồ này nè cả nhà. Đó, nhập đèn màu sắc nguyên một đèn Galaxy nè mọi người, màu đỏ nè, full Galaxy nè. Quá đẹp luôn cái ông tiên đó nè. Tối mình thích ngắm cái hồ cá này nè, trên này có một cái đèn mình set up ha. Quá tuyệt vời luôn. Đây có khách là mua đứng đợi là lấy hàng, khách hàng là thượng đế ha. Cái hồ này
bên kia. Rồi có con cá này. Quá đẹp. Ông bật đèn lên nhìn nó khác ha, bật đèn lên nhìn nó khác liền. Đó là đây bạn Thái Bình đang dán lại cái hồ kính cho khách đó mọi người. Khi mà khách mua người ta sẽ yêu cầu mình dán lại luôn ha. Còn trước mình mặt mình là bạn cá La Hán Get Barito, cá lóc cảnh đó. Quá nhờ giá luôn. Đây mấy con cá này nhỏ xíu xíu xíu, mấy con này nó dạng hơn con nãy. Nhỏ mà nó dạng. Còn con nãy Get Bull nãy mình quay 120.000 mà nó nhát quá sáng. Đây mấy con cá La Hán. Xuống đây thì mình có mấy cái hồ này gọi là cá ông tiên nè. 20.000 một con thôi nè cả nhà. Cá ông tiên. Đây là cá sọc ngựa cánh tiên. Rất là nhiều dòng cá đẹp để tìm cá cảnh của bạn mà giá rất là mềm ha. Đó bởi vì khách hàng lúc nào cũng ưu tiên chọn tiệm của bạn, là tiệm của bạn đầy đủ gian thiết bị hết. Đó. Ở trên này thì bạn có bán một cái loại thuốc trị bệnh cho cá. Khi mà con cá gặp vấn đề gì thì đến đây bạn sẽ tư vấn cho mình từ em nhất. Đây tiệm của bạn rất là rộng nên khách người ta rất là thích. Ở đây là có mấy con cá giá bình dân mà bạn đã công khai về giá luôn nè mọi người. 3.000 có, 4.000 có, giá mềm, phải chăng, hợp túi tiền. Đặc biệt đây là có bán sâu rồng và sâu gạo để làm thức ăn cho mấy con cá. Mấy cá ba đuôi, mấy con sâu gạo để xíu xìu xìu. Bên đây thì bạn có nuôi ốc mượn hồn đó cả nhà, con dùi dưới cát ha. Con này nó tự nó bỏ chui xuống cát nở ha. Đây bạn cho ăn dưa hấu ha. Ở đây là mấy con củ sừng hoàng đế. Củ sừng là mọi người, cá củ sừng á, dòng sáu sừng Asolot đó mọi người. Đây có hai bạn ha, một bạn màu vàng, một bạn màu đen này ha. Rất là đẹp luôn, đây có con gì. Một cái hồ cá ở đây nữa.